giống rồi. Thôi chào cả nhà. Bữa nay thì theo như yêu cầu của mọi người thì hôm nay Lúa sẽ mở một cái hội thi nha cả nhà. Thì nhóm của mình là gồm 4 người, 5 người, nhưng mà camera không tính rồi. Thì còn 4 anh em thì sẽ chia là 2 đội, một đội 2 người. Thì Lời dưới sang một đội, anh Lực dưới sau một đội. Bây giờ mình đi chung luôn nha. Đi chung luôn. Bây giờ mình tính đầu con. Mình tính đầu chuột nha anh em. Nghe nói nè, qua trước là hồi không có ăn gian nè. Nghe chưa, đâu trước nè. Ba con rắn mối á là tính một con chuột. Một con chuột tính đầu con chuột, còn năm một con rắn á là 5 con chuột. Thì ba nói chút không tính nha. Đào là không tính nha. Đào không tính luôn. Bây giờ bắt cây lan ngoài đi. Bây giờ vậy nha. Vậy. Rắn nào đúng không? Rắn thôi à, mày à. Rắn đại rắn ăn được. Rồi vậy đi nha, bắt đầu nha. À quên nữa, giải nhất là 500 ngàn. Giải nhì đi về uống trà đá. Đó, bắt đầu nghe cả nhà. Ôi, đi lộn bộ ơi. Lời theo kèn xong kìa. Ủa sao, sao đi lạc bộ hoài hả? Bây giờ hỏi trước nè, cái con này tính không không? Tính không nè. Ai biết? Không, bây giờ tính luôn, nhưng mà bây giờ Calamen lên leo đi. Cái gì? Bắn không đẻ không tính, bắn tay thì tính. Bộ chấp 2 luôn rồi, cho bay bay ngay đây. Bị chơi. Ai bắt người đoạt giải đây? Dạ, trời ơi lắm chứ à. Kèm. Sang cái lụm quá. Cho bỏ cái sang ơi. Nói cho nó xài giòn đi sang. Xài giòn đi sang à. Chung chung đi sang. Tới em sang. Rồi bỏ đi nè. Ê, giấc này là sang leo cái sau là xong leo nghe cho đều nghe. Đi. Đi vô sông, sông. Anh sông đứng dưới sông á. Trời 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 chết rồi, chết rồi. Dạ. Cái gì vậy? Dạ. 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 Vậy kìa. Đi đâu? Có nào dính. Như kì hả? Rồi nè. Cái đội của ngươi mắc lượt nha. Thôi mình đi qua bên đây. Ê, mình nghe ngủ kìa. Ở đây. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Giấc này là tới xong nha. Là tới xong. Đổi. Đổi gì mà đổi. Ê. Tới xong. Đổi gì mà đổi biết không? Chung, chung lại ơi, chung. Trời trời. Bị khỏi ra thôi về không có chuyện gì. Chung kìa. Ăn xong dưới đây. Xong, sao đòn giải, sao đòn giải. Một em. Trời, trời ơi, chuột bự. Trời ơi, dung mà được ta. Ôi. Cái này mà gặp mà mình không càng gành. Ôi đừng ngủ nè, xe không qua đây chơi. Nữa hả? Ôi đang ngủ nữa nè. Nữa. Vô. Tới lại. Lại mình lên lại. Cái chĩa kìa. Cái chĩa kìa đây. Thôi em. Tao rồi ơi. Tao. Cái chĩa, lấy cái chĩa nha. Không có tay mày. Chưa. Chưa. Thằng ơi trời chơi này giống trời. Trời nó mắc lực nữa là xong rồi. Mình còn cái giò chứ. Có ông sao bên chu hả? Có cái lại. Gặp nguyên ổ con là già luôn cái tính đồ con cái lại ơi. Đi luôn lại ơi. Mất tiêu rồi. Cái số phận nó vậy rồi. Rồi. Trời chứ chị ơi bây giờ. Đi đường nào nè, mấy ông chọn đó. Mình đi chung clip đi chứ. Mình đi chung đi chia. Chung clip là về là đấu với mọi luôn á. 1-0. Bây giờ cho chọn đó. Clip đây với clip bên kia. Ừ, hai clip. Đó, clip đây.
nào, cút đây. Rồi, mình qua nào. Hôm kia. Rồi chơi nha. Rồi. Chơi nha cả nhà. Ở đây bỏ công nữa nha. Ê ê ê len nè, len nè. Bỏ len rồi kìa. Đi vô cầm len luôn. Rồi con chạy. Đây bị hơi bị lép giới ra kìa anh em. Dù xài là dữ lắm chuột nha. Tính tính đầu con đó bắt được nguyên ổ chuột con là dữ lắm đã luôn á lời. Sao rồi xong? Ổ nữa kìa. Không tới chút trẻ nha anh em. Đâu có ăn lâu hợp mà. Ổ dữ ta. Ê lội qua đây làm được 10 mắt nha. Tao chạy ơi chứ bà chạy ơi. Nữa hả? Ây da, ây da. Thôi ở đây có nha. Không ai giành đâu. Lúa không có bắt nha. Ê chuột lội ra ngoài vậy. Ở đây có nha. Trái nắng như ta. Có đâu. Kìa 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 chuột lắm bự, chuột lắm bự. Rồi rồi đó, sai 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 sai. Đi 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 đi. Mà nó nhảy dưới sông này ta được quyền bắt nha. Rồi sông nó qua kìa chạy. Ê chê chê mày. Chết cha, chơi ăn gian rồi. Ê chết được không à, của ta, của trai. Trời ơi, ra đây, ra đây. Cho chụp con đó. Trời ơi, ơi. Chết. Trời ơi, trời chụp, nào lấy bự. Thôi, thôi, thôi. Thôi. Chụp bự rồi. Ủa mà chơi lấn sân như luôn á hả? Ừ, ta có mấy ông cứu huyện cứu qua. Ừ. Là nó buộc đi trước rồi kìa. Ê, chơi gì không có giận nha, anh em chơi không có giận nha. Chụp cái ổ thôi. Ai xong nha anh em. Quay xong không ạ? Đang nó cái tay có hết trăm trăm mà. Ê. Tính đầu con nó bự nhỏ là tính hết á, cẩn thận chúng mới chăn ổ chuột con là vào luôn nghe anh em. Chúng ổ chuột con là vào nghe anh Lực. Vắng năm chuột á. Thôi dừng xài này không có xịt thuốc, im lắm nha anh em. Chuột lại ơi, chuột. Bên sông nè. Lộn qua tới liền trời, không trời. Thẳng cái giọng luôn anh em ơi. Đi từ luôn á. Bay, bay thôi. Bay. Ây da. Bây giờ ai muốn quyền có quyền đó, đi đâu đi đó. Bây giờ là mạnh anh ấy đi đi. Cái gì? Xịt xịt. Nó qua nữa kìa. Dính rồi đó, dính rồi đó, dính rồi đó. Ê, đây. Anh chi xong. Sống đang gian cái nhà ấy, nó chồm chồm không à. Đâu anh em? Đó 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 tới lại. Tới lại. Rồi lặn rồi. Dồi. Kỳ lại. Chia ra anh em. Cái gì
đây đây đây, nó đang tiếp rồi nè. Rồi đây nè. Đây đây anh em. Đây là lúa chỉ hết rồi, lúa không chỉ ai cho nghe, riêng ai cho nghe. Nói sang. Tôi là kia ơi. Tới đâu vậy? Đây mất tiêu rồi. Hôm nãy nổ dây lực. Nãy nổ chặn nó chớp chớp nước rồi đó. Rụt bự. Bự lắm. Đập dài dài đi, nó lặn lên nổ lên lại. Xong nó mò mò kia nó quất nữa rồi nha. Mấy hôm nay chắc lương lắm á. Nó lặn lên lại ta. Hết hồn ổ chuột nó bự thiệt chứ. Ê ê ê, ở đây có ổ ngồi nè. Đây thấy con ngồi nè anh em. Chuột lại ổ này nó nhảy ra hả? Đây có con ngồi nè, lực. Đó. Không? Có à. Không có luôn anh em ơi. Mất tiêu luôn. Mất tích rồi. Thôi, thôi quay, ai phát hiện đấy bắt đi quay. Đừng giành nữa quay. Cho lại nha, cho lại nha, tại vì lần đầu tiên chưa chưa kinh nghiệm nha. Ai phát hiện đấy bắt nha. Ai bắt hiện thì bắt nha anh em. Nhưng mà nhớ kêu lúa cái xong. Ổng ngồi rõ vàng mà không mở ta. Vừa này tối săn đêm cho chín rồi ta, vô trúng rồi ta. Tụi nó phát hiện ra nữa kìa. Tua lại ơi, tua. Thôi qua đây bắt đi. Cái gì vậy? Lại ơi. Trời trời. Đấy, tiếp đây. Ông. Rồi coi. Để ông nhận coi. Qua đây là tiếp đây. Rồi. Rồi bắt đi rồi. Sao xong? Qua đây bắt, qua đây bắt. Kìa. Đó. Nữa. Sao nó qua nữa? Đợi cho anh em bắt đi, mày theo mày chạy hoài. Thôi ơi, qua đây bắt đi. Qua lại kìa. Quay xong kìa. Ủa chơi hồi cũng gom đi nữa hả? Chia hả? Lấy chỗ kìa, bắn đi, để bắt. Con này là không tính nha. Anh lần chơi, ăn gian chạy. Ủa sao không tính? Ơi, hai à, chơi qua kia đi. Bay kìa. Bay. Đúng lại. Đúng chi? Qua kia nè. Cẩn thận nghe, đừng có dở xuống dễ hay xong. Nói chuyện nhanh
lúc đó anh Lực ơi, lúc mình đạt ơi trời ơi à. Dính rồi, đâu dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, trời ơi trời, tản ra anh em. Đưa trong nước. Lại 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 lại. Đây lại. Cái gì vậy? Đang hốt luôn đi. Bên đó này. Phải không? Phải làng không? Mở cuộc thi này về, về chắc mua mồi thêm quá anh em. Xong. Về chắc mua thêm quá, mua mồi thêm quá. Là mình được hai quả hả? Chụp cho nhảy đội xong rồi xuống xuống dưới. Bên kia phát hiện ổ nè cả nhà. Để ba xong bắt cái ổ này trước rồi tới bên kia nha. Đấy, chạy 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 kìa. Chạy bên kia, chạy qua kia, chạy qua kia xong. Rồi qua kia hả? Ừ. Xin lại lực. Kìa 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 kìa, xin lên bờ kìa. Rồi theo dõi giùm đi. Giùm hả? Làm gì cũng cho cái đùi chứ. Đó, chạy vào xong thấy xong. Đó chạy qua đó là không? Đó dữ lắm bự. Thôi của ai đây bắt anh em ơi. Thôi thôi. Tiêu lực lên trên này. Còn dưới nha. Dùng luôn. Rồi. Chơi này xong xong, chạy bên kia xong. Kia kia. Đó, cho là như cho tao cái đường nha mày. Thấy chưa không? Ê, kiếm một đọt cho tao thấy chưa? Mới lội qua cái nó chạy qua bên kia. Qua cây đây lên đây. Lên lực. Lên lực. Lên lực. Ra mà mưa lực. Con leo qua đó đi cho nó chạy qua đây. Tức trời. Lại từ. Thôi. Nó trở qua cái này nè. Kìa chạy cái chắc chết luôn á, nhảy đó. Rồi ba ngoẻ, ba ngoẻ kìa. Rồi tới anh em đi, ba ngoẻ kìa. Phải cần như sai kìa, đâu cừ sang cừ hên xui chúng mới ăn chục ổ sao anh em đừng bỏ cuộc. Nhầm khi nó dính nguyên ổ chuột lứa 6 con sao? Thôi quay vậy mới đồng bằng nữa, đồng phần nó quay chứ ta con ra đang xen vô thì sao được. Nữa, nữa. Có qua ta xem thôi. Chạy cho. Ừ. Hốt luôn nó nhảy ra lời. Mình chơi cho công bằng chứ. Mà tôi ngồi đây nổi cái chân tôi chụp nha. Không được nữa. Chỉ người ta thôi. Như vậy mới được. Mình đừng có chỉ cho chạy mắt cái mình kiếm. Đó. Rồi. Quý người chục lứa đó kìa. Rồi. Đây nè, tìm đây nè. Tìm.
khó thì chỉ cho bác. Đây nè, lại quay đây. Kìa nấu kìa. Kìa. Đưa cái đầu đó, nhanh lên, thắng nghe chắc nha, thắng chắc cái lời. Đó. Đưa cái đầu của lời. Lời ơi. Dính lắm trời. Dính rồi. Cái gì vậy? Gì ba? Dính rồi. Trời trời. Ở đâu được con được kìa. Đây xong ơi, đây con xong ơi. Dưới hụt. Con bự nha. Con này con khác. Ai mà này nó bắt đi. Bự lắm nghe. Vì mình lực bắt không dính trời. Vừa bay xuống nó ụt lại rồi. Lời đó là lời. Bự lắm nghe lời. Bự bằng chuột đó. Lại lúa bắt dính thì sao ta? Làm lúa cũng phải nhường cho anh em chứ bữa nay là lúa không bắt nha cả nhà. Lại đằng kia đó xong ơi. Lại đó. Là tôi chỉ đều cho anh em nha, tôi không có bên nào hết trơn nha. Làm gì đâu anh Lực? Đậu quay gì đây nè? Đâu đây nè? Bộ mình chụp giới nha bộ. Kỹ cái trong đây nè, còn đây nè. Mới quay qua rồi. Lực khóc cái bực mà. Ủa gì hai con ta? Đó, cái này nó khác á, mình động á nó nhảy. Ủa, mình lại thấy nó nhảy cái bực. Gì sao? Ủa. Nổ rồi đó anh em. Nó nổ rồi đó. Đâu bỏ vô giọng tính luôn cái gì? Bỏ bọc đi. Gì? Okay. Ok. Trời vậy nó tính riêng luôn rồi là thôi. Là đã thi mà không tính riêng. Ừ, chấp nhận luôn. Tôi nghe ra chồng. Lo đi. Còn mấy con hả? Ba con. Mình ba con mấy con. Ôi đúng đó, con nghĩ thừa nha. Con mình ba con hay bốn con? Anh Lực anh chụp giả gì không ơi? Thôi chụp anh gặp chuột giỏi vậy mà. Chuột bự lắm. Bự là lâu. Không tính theo cái lúc cuối cùng thôi chứ chân này mình chụp mấy con chụp đi. Từ đâu? Anh gặp rõ vàng mà sang. Ơi nó hai kìa, nó hai kìa, lời hai kìa. Tại không bự không? Lụm luôn. Cái gì không biết không lo gì bắt nè, đứng lắc ơi cháy hoài. Hai con bên đây ba. Đấy, nè, mở đây nè. Hai con rồi nè. Nãy anh Lực chụp thấy rõ vàng mà. Dán lên. Dán lên anh em ơi. Tán con rắn nữa là bên kia lo lần liền đó. Ừ. Gì vậy? Tán con rắn là bên kia dung dinh liền nó sang. Và bên kia tán con rắn là mấy anh em đi ngủ luôn nha. Bên kia có ổn anh Lực. Cái nhà hai chiếc bạc kìa. Ôi chuột kìa. Đi bên kia đi, đừng đi qua đây nữa, vô duyên à nghe. Một hồi anh em mình để bên kia bác là không có qua luôn nha. Có không? Đỡ đó hoài đi, đi kiếm cái con khác đi không chịu. Cho nó bịt bịt nhất cho đi. Nó bắt không dính cái con này cái mình
Dứt luôn bình, luôn bình. Dầu chết đi lập. Đâu rồi? Chi ra, coi đi. Lên bờ luôn hả Lực? Ha. Có tim anh em. Cho ban giám khảo hay nha, chứ đừng giấu luôn nha. Tiêu luôn rồi. Cái ổ kia đây nè. Nó tới luôn rồi. Chị xong. Thằng đó là coi. Trời ơi trời. Cô. Thằng đó rồi. Đợi sang ơi. Đừng đụng nước, đừng đụng nước. Ba điều nó nghe. Như vậy mới hấp dẫn cả nhà. Ê quên. Tính thời gian nữa nha. Cái bắt tới ngày chiều tối mệt luôn á. Có nữa rồi chạy. Đó, dung đi lại, chụp đi lại. Lên là chạy qua đây. Nhánh bìa ra, đi qua đây cho anh chỉ nè. Qua đây anh chỉ nè, đập cho chính xác nè. Qua đây nè. Kìa, đây nè, nó đưa cái đầu nó sang. Không quá được. Chọn đi. Leo lên được không? Rồi. Gác rồi. Nó điên mình luôn rồi. Nó buồn tỉnh điên mình luôn rồi kìa. Không được hả? Học thí đại đi có rồi mình tính. Đi nào đi ăn nào. Đi ăn qua luôn. Ăn luôn phải không? Qua đây xem ơi. Ê, nó gác mày con cái xong ơi. Xong nó mất tiêu luôn rồi. Qua luôn cả nhà. Ẩu nữa hả? Ôi sao bên đây anh em ẩu dữ hả? Ê, lời con cụt kỹ rồi lời. Hồi tới cuối cùng mày tính nha. Ta sọt ở dưới mương á, cho nó nhảy lên bờ. Ừ, tới liền. Mày đâu hả? Ây da. Nó ghét anh em một lò con rồi đó. Bốn con rồi. Gì? Coi, thấy không? Kỹ nghe. Điều không? Chính rồi. Hay quá xong rồi. Ơi nó đều rồi kìa. Đều anh em ơi. Vô. Anh em cẩn thận, đều nữa rồi. Ủa này hôm nay có bắt chưa? Chưa. Ủa anh thấy giá lá dụng nước chơi mà không có ổ sao? Bốn đều rồi đó. Bây giờ là mình tuyên bố tới 3 giờ là kết thúc trò chơi nha.
Ok. Anh em, đúng 3 giờ là kết thúc cuộc chơi nha. Ừ. Thì lắm ổ chuột bự kìa. Trời. Cho mở cái cây len chặt cái cây này coi. Nè ơi trời, vào luôn ổ này rồi. 8.000 con quá lịch. Dữ lắm con nghe sao, chụp từ từ nghe sao. Dữ lắm con. Không mấy con bự mà chắc nó chạy bắt con nhỏ cũng được nữa. Thôi trời anh Lực. Anh em không lo đi bắt đi, ở đó. Rồi bỏ cái giọng ra đi. Cứ canh me mà. Mình bốn con nhiều nhau quá. Quá chăng lại được cùng bắt nha. Rồi co qua chăng lại cho bắt. Chọc ở đây trời. Nhảy lúa xiền. Nhảy đâu cũng chết chăng á. Chọn hay đâu. Rồi. Xong 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 kìa. Quyền bày. Kê kê lục bình lục bình lục bình lục bình lục bình. Ê đục con kìa. Lực. Lực. Vậy. Đục bự anh kìa ơi. Trời anh là không chịu bỏ. Bắt đục bự trong cho nhỏ này nè. Không ai bỏ đâu. Bắt đi rồi đấy. Là bắt rồi tính để nó lại. Không thấy nè. Trời ơi chạy đây đục nhỏ xíu à. Kìa, lại. Kìa, lại. Lại cái cây đó. Rồi. Kêu Lực bắt mà anh Lực chịu bắt. Qua đây luôn hả? Cái gì vậy? Cóc gì không à? Thật không đi. Thật hay là cứ đẻ con à, chồng ơi. Thôi hết đi ông ơi. Ê. Hết hồn. Trời chuột, con gió cũng thấy trời. Đi lại. Cống kìa anh em ơi. Lén không? Cống nè. Có gạo bạ đây không à? Mày nói tao coi đằng đây chưa? Ăn cá luôn xem ơi. Một con cống là bằng ba con kia lên nghe anh em. Có hàng chỗ gây góc xài luôn rồi. Anh mới dở vậy hả vậy? Giật vậy hả vậy? Anh mới đạp hả vậy? Nè. Rồi chỗ ra ngoài rồi. Mà cái hang nằm trên đó. Lăng hả? Lăng hả? Bà cống ở đâu đây nè Lực? Tôi nghĩ nó có nằm ngoài rồi Lực ơi. Kìa trên kìa. Ừ. Ừ nó đúng rồi đó. Đi đâu? Nhậu vô đi. Có một gram, có một cũng cút luôn. Tay đó, chạy đế bén đó. Không có, nha. Con cống này nó đâu đây nè anh em ơi. Xong, con cống này đâu, còn đâu đây nè xong. Dính Lực. Trời trời. Ôi, lượm con cái vậy ơi.
Ê, bên đây lụm con nữa, trời ơi, lợi. Ê, ê, ngon nghe. Ngoài đây ngổn đâu, không lên sao. Trời ơi, liễn liễn kìa. Quá mạnh mà, quá mạnh, lực quá lực. Ở đây ngổn đâu, không sập thử. Ở đây nó là lúa rồi, tôi. Lợi ơi. Ủa, sao phải chạy gì lắm mày? Bên kia có chuột nó nghe anh em. Chim xong. Ốc không à. Đi về quá. Không có rồi, bên kia có chuột nữa kìa. Con ơi. Cái gì? Mương mương. Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Rồi chết rồi, bên kia chết nhập cống rồi, sao qua chết rồi. Bự không? Bự lại. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, vô rồi, vô rồi, vô rồi, xong rồi, ba con xong rồi. Lắm mày. Một con cống bằng ba con cơm. Chết rồi. Ê, thấy gì không giống chuột kìa vậy? Còn con chuột nữa. Cái gáo gì vậy? Ê, nhìn cống lại đây vậy. Cống lại đây, cao bà đây nè. Chết xong rồi. Cái này làm gì vậy? Ờ, quay đâu, nó làm bộ ở đâu, đem lại đi bắt lại đâu. Chơi hiệt à, không chơi bộ à. Còn nữa đó. Ê, vô, lăn con ơi. Lăn con rồi. Cơm mình lăn, cơm cống. Cơm mình bắt con này đi, mình thua nó con xong rồi. Tim kìa, tim kìa, tim kìa, tim kìa, tim kìa. Tim kìa lại, tim kìa lại, 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 lại. Qua xong rồi. Qua xong rồi, từ từ. Đi bên kia, đẹp quá. Qua, bờ chạy xong rồi, chết chết rồi. Xiết lại đi lại, giật lại. Chạy không đó nghe anh em, cẩn thận nha anh em. Nhẹ nhẹ đừng động nước. Thẳng thẳng các bạn đó lại. Chứ vậy. Ngoài này xong tìm mình xéo đây xong luôn. Chứ vậy. Bự lắm, chuột này bự lắm á. Ủa? Thấy thẳng người ta tới đó không tiêu vậy? Hôm qua mình bảo bản. Chút lắm à. Mới nói đàn chút xíu xem. Đâu đàn xong á. Đâu đó lại. Ủa lặn xéo qua đó kỹ ta. Đâu đâu lại không? Đâu lại đó. Mình liền trên xéo cỏ có cho lặn nữa sang. Mình liền cây lên cỏ sang. Ê, vô đây hết vậy. Vô đây rồi, vô đây rồi. Vô chưa? Vô rồi. Vô đây rồi. Đây, từ từ đi. Nó khôn trời. Dưới mé trước á. Ở trên, dưới mé, lấy dưới mé trước đi cưng. Qua xong rồi. Cái gì? Dính, dính thiệt rồi. Ê, chết rồi. Rồi, mình còn thua con nhiêu. Con cống ba cơm lên lực. Thì bữa nãy mình giác lên con rồi. Này. Trời, ổ cống ngồi. Là lúa là nó lặn ở đây rồi. Bị ấy rồi, bị thuốc rồi. Bị thuốc rồi. Là... quá xong rồi, bộ ơi. Ơi, cái ổ chuột nó vừa kìa. Đâu? Đâu? Trời ơi. Đâu thấy ổ chuột luôn trời. Trời ơi, thấy vậy chứ. Thủ. Thủ. Trời ơi, chứ. Dạ. Nhìn thấy dạ. Trời ơi, ơi, lại giờ, thủ với không? Thọ còn hay vậy? Thọ còn hay vậy? Anh này thọ chưa? Thủ gì mà thủ biết được. Kẹp bó luôn rồi. Kẹp bó, kẹp bó cái len nha. Cái len lấy ra ngoài. Dạ. Xích xích lên, lập xích xích lên. Thọ rồi. Rồi này quăng lại. Để lại đi, nó chạy đi cái này chụp cái hoạch ha. Cho anh á.
Hồi đó mình chụp rồi mày. Nó chụp rồi. Anh Lực. Nó leo rồi. Đó, cái con chuột lấy mày chụp đó. Đó, đó. Vậy là cái gian manh nè ông Lực ơi. Làm cho tao leo quá, chơi tử quá. Tao muốn trời nữa chứ. Muốn trời mày à. À vậy vô cụ con cống ở dưới này hả? Ừ, cống dưới này. Vô cụ leo chưa? Cây kia leo chưa? Em kia leo chưa? Ê, vậy là tình hình này là bên lại đang lướt gần sông đó nghe. Có một con mà lướt gì biết nữa. Một con cống ba ăn cơm đó. Thì nãy giờ tao bắt thêm hai con nữa rồi. Hai con rồi, nó có còn chục con nó lớn anh hơn chị. Trời ơi, tao bắt ba con đó. Nó hơn anh hai con rồi đó. Thôi, về, điểm số là lộn à. Điểm gì? Có anh tính hai đầu con. Có, một chục cống lên nó ba chục cơm mà. Nhân mối, ba nhân mối được con chục cầu chuột. Tính đâu chuột mà. Ê, lúc đầu giao là con chuột rồi, ra con chuột nha. Không à, cống là ba con hôm nãy nó rồi. Không tin cả nhà coi coi là biết. Mình là chơi công bằng chứ không có chơi ăn gian ai chứ. Còn lúa bắt là lúa tính luôn. Nhảy. Con có lên đọt hay Lực? Không có anh Lực. Sang đeo cầu này hút anh Lực leo lên hoài. Ngồi trong bệt rồi chữ mày nữa. Thôi trời ạ, à, leo chưa? Chưa. Thấy không? Mà áo hoài trời. Chưa, ổn không biết nè. Là cái sọt rồi đó. Sọt có gì sọt? Sọt lấy gì sọt? Cái này nó gian lắm, Lực nó ngôi Lực. Tiếp đó. Dạ. Đi la gì hả? Ở đây nè, đây nè, khi lên là chặt leo trên. Đúng rồi, kìa. Chào sáng. Chim hồ, hang lại. Thấy vô lại sang. Nó thấy đục rồi lại. Rồi, tại chưa dây lên vô hang mày. Chạy tới đâu luôn? Tới đó, mất tiêu đó. Coi cái chạy lên kia mà Lực. Dữ lắm, chuột bự nha. Dữ lắm, hang đục rồi vô lại. Đi lên đi. Đi. Không biết nó có chạy qua kia không mà. Đụng quá chưa? Lấy len anh Lực ơi. Lấy len. Lại lúc nó chạy rồi. Dữ lắm, chuột dạng bự xong rồi. Chạy tới đây mất tiêu là thấy động nước luôn. Có vô không? Vô đây nè. Vô không? Thấy không? Thấy nước đậu à. Bên vòng bên kia xong nó có hoàn thiện xong. Thủ như này sang. Kẹp bên trong mới được. Không người ghê lắm. Bữa nay cả nhà sẽ biết được là bắt chuột là đã cần rất là nhiều yếu tố cả nhà. Thứ nhất là đông người, thứ hai là anh em phải đoàn kết bắt mới được nhiều cả nhà, chứ không phải là dễ bắt nó đâu. Nó thông minh dữ lắm, chứ thông minh tới luôn vậy chồng. Tới đâu đây nè xong ui. Chết bộ đó. Chỗ lên trên bây giờ nè. Gì? Thiệt không? Chết đi xong rồi.
xong nó ba đây ta cứu. Không lẽ nó lại đây ổ hả? Ôi trời, cái trứng nó bự xong ơi, xong vô à em ơi, chưa biết ai ăn ai thua đâu cả nhà, chưa biết ai ăn ai thua đâu nghe. Chạy ra coi. Chạy giờ. Mày tự chạy xong. Mày ngu ra cho nó chạy. Không ra cái hàng này có thiếu mà không ra đâu. Luôn qua hàng này luôn rồi nè. Gì? Ném cửa tổ lại coi. Ra đâu? Ngồi qua chỗ thằng này quá. Né chạy qua thằng đó rồi. Không phải đâu, hàng con sông cho nổ mà. Này chứ ngổ, nó ngồi. Cầm chân với cá. Ừ, chơi giữa đi. Quạt. Đó, lại ơi. Chị. Ê, lại ơi. Đúng rồi. Em hàng này lại nó nhảy ra bây giờ xong. Rồi. Chết xong rồi, chết xong rồi, chết xong rồi. Lại dính rồi. Coi chừng hai con đó. Yeah. Trời, nó bự. Ở chừng nguyên mày lứa luôn nghe ra lại. Vậy là vô đây rồi anh em ơi. Hết rồi. Ra nguyên bài lưới rồi, xong nó nghèo luôn á. Rồi. Lại tiếp tục gác nhau nữa. Coi chừng nha. Coi chừng nha. Chơi sẽ công bằng nha, không ăn gian nha. Gì vậy? Dạ. Căng. Bị chơi lại nữa. Mở đâu kìa? Mở đâu hen? Cái gì? Không. Vậy đâu bây giờ chuột đây ta tỉ đây cho. Đúng phạm rồi vậy trở lại cái nhà đúng phạm thôi cái đội này không được rồi ai kỹ rồi nó lủng một cái là ra sao trơn cái lời cái này vừa phát đơn mới được để ăn gian giấu té con chuột tống là hên rồi đó. Kỹ nha, nó giọt ra là không tính nha. Về mới tính nha, còn có 1 tiếng một hồi nữa đó. Mấy con rồi? Không biết nữa. Sao thấy đây ít gì sữa vậy? Thì nó không gì đó. Đâu cần nhiều, cần số lượng hả? Tiếp tục cả nha. Cái gáo. Lên gáo vậy? Ê, đừng bắn nha anh Lật. Rồi. Chập đi. Mày thấy không? Nó chết đó Lật. Ê, nó chạy qua anh đó Lật ơi. Ô, vô hàng không ơi? Vô hàng hả ơi? Nè. Chịp chưa? Nè, kiếm thằng nhắc ngay nè. Cái gì đâu? Cừ. Rồi cái xuống mình đâu? Ê, xuống lên. Không cho bọn xuống. Cái gì vậy? Ai xuống. Yeah. Thôi dùng qua đó đó. Cái đâu? Chưa. Cái tay đó, cẩn thận, anh em bắt. Cái chanh nè, từ ra. Bắt luôn hết lực. Xuống nước rồi.
ơi. Mà hang dưới nước không? Đụng nó lực còn được đúng không? Xuống nước rồi. Xuống nước thằng mày. Quan trọng còn đụng nó không á? Không. Ủa sao đây thì không ơi. Cái tay ông chỗ nào? Ông méo qua đây nè. Nhưng mà cái hang kìa. Này. Hang chỗ nào á? Đây nè, méo đây nè. Lấy tay đi. Lấy tay ra đây ngoài đi anh. Ừ rồi. Chỉ xong, từ từ bắt. Biết rồi. Không mắt rồi. Có khi nào anh buồn. Đúng chưa? Cái này mà lú đậu bên đây cái ha. Đúng, đụng, đụng đó không? Đấy, ra ngoài luôn anh Lập. Có đường ra ngoài không? Chỉ ra ngoài là ơi. Có đường ra ngoài không? Nó có đường ra ngoài luôn hả? Ừ. Cháu. Đó này nè. Lật đỡ con trẻ kìa, lật. Bỏ dưới mẹ à. Bắt cái gian cho cái cua rồi là lật. Ừ. Nè, mắt bị máu nè. Đúng cháu. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó rồi, lại ơi. Cái đâu hả? Đây hả? Cái tay tôi nè. Tay dưới. Trời hay trời. Cái gian mắt lương vậy trời. Rồi. Nè nè nè. Coi chừng còn nữa, coi nữa. Ôi. Lụm rồi. Bự quá cả nhà ơi. Trúng mánh nữa rồi. Vô vô vô. Lẹ 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 lẹ. Trời sao hết bên này tên con, bên kia tên con, bên kia đây con, bên kia con ngộ trời. Nè trả nè. Trời. Quá trời chuột mình đâu không ơi. Biết cái nội bản sao chuột mình quá trời nhiều luôn rồi. Đó là cái chẻ nó đã lật. Chẻ đây nè. Đây nè. Sao lại? Thấy hình như nó đều đều hay sao á. Anh thấy à, Trương hình như đang lấn. Có mấy con đó lại. Cái gì? Trẻ ơi. Dạ, có mấy con hả? Có lũ không? Không. Nè anh lật có bắt bỏ qua đó không nữa. Chút xíu nữa gì anh lúa anh kiểm trên cái tivi là biết rồi ơi. Mình chơi công bằng. Bằng chứ mình đâu có gian lận đâu sao ơi. Mà nếu mà gian lận cả nhà biết sẽ biết rồi. Gian lận cả nhà nó biết hết. Anh em chơi vui vẻ đừng quýnh lộn nha. Quýnh lộn phạt 5 ly á. Nội. Kìa, kìa. Ôi ổ. Dữ lắm cái vừa này ổ nha. Súng lại. Anh cái này là hên xui bay sủi nha. Hên xui bay sủi bắt đầu. Kìa. Đi sang giữ thằng giật tụi bay. Kìa. Trời ơi. Ơi sang ơi, sang ơi. Quá trời sang chụp bài. Nó làm như gì á? Học đi. Cái ổ con con bự lắm bự. Dạ 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 chạy ra kìa. Trời ơi là trời. Ôi. Ôi sao anh em chơi điều qua điều lại quá vậy. Là gọi là trời chuẩn bự. Đúng đời thiệt chứ. Nó là bây giờ nhầu nhầu hay trời nát ba cỏ ra trên kìa. Tiêu cái nón tôi rồi. Sao đợi nổi. Tiêu cái nón rồi đợi. Bộ. Cắn tét thịt luôn vậy. Nó để đâu đó ngoài á. Cái gì nhầu nhầu cái ghê ông nào quý. Đợi đi ơi. Nó chuột trước đi kìa. Đợi đi. Giỡn cho vui. Nhường nữa đi hả? Nhường đi. Đây là đại. À,
Ê, 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 cây sầu riêng đây. Đây, lượm lại, lượm lại, lượm ra. Bên đây, bên kia phe đất đi. Đó, bên kia ổ, bên đây ổ cả nhà. Dán lên anh em, bên kia đang bị lấn lấy, lấn lướt. Kìa, anh Lực. Ây da. Vô, bộ đàn thôi. Bên kia lượm cho chẳng hết. Nói xuống đất. Gì vậy? Sao vậy? Là chưa ra con nào chưa? Chỗ đâu? Chỗ chạy luôn á. Chưa. Đâu ra thằng nào đâu? Dính cái gì thằng rồi, dữ lắm, có quằn rồi cả nhà bữa nay. Kìa, ơi, kìa, kìa. Chân nói. Đâu kì vậy? Mày đắng, đợi ơi. Qua đó đợi. Để cái đầu bé cái con dê chạy. Cây. Không trời ạ. Gì á, gì á, tim nó dữ ạ. Cá gì á. Cá cây xong. Gì á. Gì á. Nhìn lại. Trời ơi, trời, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết lực rồi, cái gì xong rồi. Đồ Giang ơi. Trời ơi, trời ơi. Đâu. Thưng cái tay rồi. Đồ trên mình ném lên. Chết đi xong nè. Lại lại lên lại xong. Ở trên đổ hay xong. Chứ không trời nữa chứ. Con sao? Rồi dữ vậy ơi. Gần hết giờ rồi kìa anh em. Cái gì vậy? Sao mà dính rồi? Dính sao? Dính vậy? Ê, chút đi. Chút đi, chút đi. Dì không có trời. Dì lắm rồi. Xong quá xong dữ lắm rồi. Sao chạy đây hả? Chạy lên con coi xong. Chạy đây nè. Ừ, chạy đây. Rồi. Cái nhìn thơm dữ là quế vậy. Sang nó quần dữ lắm, quần rồi xong rồi. Em vô rồi đó. Mưa tới anh em ơi. Thế nào? Đi vậy. Ở trên cái dừa có ngổ hay sao anh em chưa bắt? Sang. Ở trên đầu dừa có ngổ nữa kìa. Trời ơi. Bự. Là dính coi nữa hả? Dạ, trời ơi, sao qua lại rồi nghe, chưa biết ai ăn hết cái thôi nghe. Trên đầu có ngổ nữa Sang. Bên lại với Sang nó hơi bị rối rồi, có cái Sang. Đi đâu? Mưa anh em ơi. Trời luôn. Mình đang tới giờ khúc cuối cái cấn mà. Chổng đâu lại? Đi xong, cổ đi xong. Dùng dùng nó coi có không? Đây xong ơi. Con cống ở đâu đây nè xong ơi. Xong. Con cống ở đâu đây nè mày? Ê anh em, con cống ở đâu đây nè. Thôi xới cái đầu mày cái nè, cái cục cứt bư rõ vàng là xới gì. Thằng cống ở đây nè.
chắc này mày quất con cống là mày hưng mấy nó liền xiền luôn á. Xong có giống mối tính ba giống mối mày được chuột nè, con cống nó bư này xong bư bà mã hay là cống bư chị mẹ nó bà. Ê trời. Ăn gì đây hả? Cơm. Cống đó, cơm nào cơm. Cống đó. Cống ở bừng nham đó. Trời, hàng nhóc trơn trời. Anh bắt được cống anh mới hơn bên bên kia được. Không bắt là thua đó. Cái gì? Thua. Không bắt cống là mình thua, mà ở đây xong xiền đó. Gần hết giờ anh em ơi. Hả? Ở đâu? Chạy rồi. Anh nhắn đi anh nhảy luôn. Ổn nè, ổn nè. Cái giọng rồi lại. Kìa, hai ba con. Trời ơi. Chịu lắm chập phai. Tay chập, ai chập trước? Ai chập trước? Ai chập trước? Sao không dính luôn kìa? Dục cái đuôi. Còn con chút lưới cho nó nữa anh em. Còn nữa. Mất tiêu dép rồi. Còn lưới vậy đó. Còn chút lưới mà anh em. Kỳ kỹ nha. Nhảy ra xong. Cố gắng lên xong ơi. Đội mày đang bị ấy ra xong. Cố gắng lên lại ơi. Đây dẫn đầu đó. Kìa chốt chạy kìa. Đâu rồi? Lặn cái gì? Lặn con rồi. Chịu lắm mà lực luôn rồi. Cái gì? Ôi kìa! Kìa kìa, em ngồi kìa, em ngồi kìa. Ý! Gì? Ôi, bỏ đâu mà? Đấy, kìa, 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 con nó, kìa, con nó xong. Cố gắng lên, cố gắng lên. Trời ơi! To bự hả? Rồi chứ bắt hoài hả? Anh lực bư đi xong qua dưới. Anh lực. Bên này có rồi nè, có lá kìa. Mình nhảy cái chuyện này xuống nó xong. Con rồi tuổi lâu. Mở nó cái vỗ nó. Đi kiếm nữa rồi. Hả? Đi kiếm nữa rồi. Hai anh em đi bắt không quên cái giọng cả trời. Đây có cá lá xong. Gần hết giờ anh em ơi. Có đó. Đó, con tụi con mới xong. Có chung bự, có chung nhỏ luôn đó. Dậm luôn, gặp nó, dậm nó luôn. Ở trên bờ rồi, chạy trên bờ rồi. Con bự con nhỏ đó. Rồi, lùm danh lực. Kiếm một. Chưa đụng. Anh Hải mở đắp xong cái đi. Coi trong cái này có cái gì. Ừ, để ở chỗ đó. Đâu thấy gì vậy? Khi nào chị gọi anh khác chưa? Tiêu chưa chạy. Có chuột nhỏ mày gặp chuột bự gì không? Gặp chuột bự mà. Mày đâu có tiêu chơi. Ông ơi. Gì vậy? Rồi chạy bảo hiểm luôn kìa. Đây, chạy ơi. Nhảy rồi xong. Vô mẹ xong. Nhớ bộ
bộ hoàn lực. Anh em ơi, hàng cống này nè anh em ơi. Lực, bỏ lực. Gì vậy? Bỏ lực. Trong bộ chuối á. Bên bờ luôn rồi. To. Trời ơi. Lặn nữa rồi. Chị Sang. Ông trời chứ. Lời chấm thành lực là chứ sao luôn. Sao chứ? Sao chứ? Trời được chứ. Thôi, mở cuộc thi này thời gian chắc banh chành tới nổ nha quá. Trời bự, bây giờ cái cuộc thi này thấy nó lộn xộn quá cả nhà. Đi, đi lại đi. Còn chút xíu nữa hết rồi. Còn có 15 phút nữa thôi anh em, còn ổ nữa là kết thúc đó nha. Cố gắng lên. Ai không cố gắng bây giờ cái sản lượng của ai mình cũng chưa biết được cả nhà, một hồi mình sẽ biết nha. Cái này nó gian quá là coi. Nó dục bay bay tôi trời. Quá trời nó bơi trong bên. Cứ. Nó sốt quần luôn. Bắt cây nhẹ bay đó. Ơi xong cây không xong. Đừng bay bậy mày. Chập luôn anh Lực. Lực. Rồi anh Lực lụm trên Lực rồi. Nhảy nha. Mé ngoài sông anh Lực. Dính rồi. Dính rồi. Dính không? Hên quá. Hết thời gian. Bèn. Thôi ôi hết thời gian kìa. Bèn. Bèn rồi. Bèn rồi. Bèn rồi. Thôi trời. Lấy một cái thẻn ơi. Thấy giọng của ai chịu biết cái gì đó thua. Không phải đâu phải. Lấy ra coi từ con chứ. Khoan bây giờ mình điểm nguyện nó trước đi. Rồi mình sẽ tổng kết nha cả nhà. Giờ mình về mình mừng đó. Rồi điểm nguyện đi anh em ơi. Nặng quá hả? Lộn như cái chanh luôn. Cái giọng đâu rồi? Thú trời thật chứ. Bây giờ thì tới cái thời hồi gian hợp hồi hợp nhất đó cả nhà. Sắp hàng đi. Sắp hàng nha. Con tính đầu con mà. Tính đồng con gì không biết nữa. Con không biết cha đồ con. Mày nhổ cái con đó ra đằng bên đi. Về đây lấy 500 ngàn mua bia đúng nè. À đã này đó. Nói lại đi. Ừ. Ra đây cho ra cho lúa kiểm đi. Một. Này cả nhà cùng đếm nha. 3 4 5 5 con, 5 con rồi. 6 con 7 10 con à? 1 con 10 con 10 con à? 10 con à? 10 con qua bên đây, tụi mình xem ơi. Thú trời ạ. Ai mình con này là 3 con rồi đó. 3 con nghe cái ơi. Quán nguyên cục đi. Ôi coi vô cống đó, cái nhà cảm rồi nha. À không, tại vì mình chơi thừa lực đi, giờ thằng nói gì chơi á. 3 con nghe nha. Xúc này hồi hộp quá ta. Nhà con chục bên. 4 5 6 7 8
chín hơn mình hai con. Ừ. Mấy hai con. Bự nữa, nó đâu ăn mình. Bự nó thua rồi. Đúng không? Không, không vừa đủ luôn ha. Ở cả nhà. Dẫn đầu mà để thua cuộc. Anh trời vô đi. Mà nó bằng mình là nó chết cho mình là tao cầu mua mối. Trời trời chút xíu nữa. Đấu trời được chứ. Đấu trời. Mà nó bằng ra tới số rồi. Trời. Ở quê hồi nãy có nấu trước rồi quê. Giao biết đâu rắn lợn rắn là ba con rồi đúng không? Là mình là mình công bằng không có ăn gian ai hết á. Thôi bây giờ thì chuột thì mình bằng lại mình chia cho anh em cả nha. Ở nhà lúa cũng có hai con lươn bự bự á. Bữa đi tông xính lúa đem về tới bên nay, bữa nay mấy anh em mình cùng nhau nấu canh chua làm lươn xương để phát quà nha. Xong nó buồn lắm buồn rồi. Không cả nhà. Ở dế là không dế quay. Chơi là dế được. Thôi bây giờ thì tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà đến sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Nếu cả nhà cảm thấy thích thì anh em lúa sẽ thử thách dài dài hơn nữa. Để gì à? Đấy về lúa suy nghĩ mình sẽ thử thách anh em làm cái gì nữa. Cả nhà cũng là chia làm hai đội nữa. Nhưng mà thử thách cái gì thì cả nhà có gì cả nhà góp ý cho lúa nha. Rồi. Lúa về đây. Quá trời luôn.